chương 991, cầu sinh dục vọng kéo căng. Canh 1 Hồi lâu sau, nơi này khôi phục lại bình tĩnh. Trận bên trong, Phong Vân cùng bá lan đạo quân tách ra, giao thoa mà qua. Bá lan đạo quân con mắt thần quang chấp động, mang theo kinh động chi sắc nhìn qua Phong Vân, gần từng chữ, thượng phẩm đạo quân. Chính là Phong Vân không che giấu chút nào chính mình khí cơ, trọng lớn to lớn, loạn thiên động địa, vậy mà đã tiến vào thượng phẩm đạo quân cấp độ. Chỉ dùng 5.000 năm thời gian, liền tấn thăng đến thượng phẩm đạo quân cấp độ. Bá Lan đạo quân cho dù biết được phong vân tu hành thiên phú siêu tuyệt, nhưng như vậy trong thời gian ngắn liền đạt đến một bước này, sao mà khủng bố. Hư chi đảo trên không. Những cái kia 12 cung vĩnh hằng thiên quân nhóm, thấy cảnh này, cũng bị phong vân tu hành thiên phú sở kinh động. Không đề cập tới cái khác, đơn thuần cái này tu hành thiên phú, cũng đủ để đưa thân siêu nhất lưu thiên kiêu bên trong. Đúng vậy a à, ta còn chưa hề tại hư pháp đạo vực trung nhìn thấy tu hành tốc độ nhanh như vậy thiên tài, phương diện này mà nói, bá lan cũng không bằng người mới này không nghĩ tới lần này đạo tôn cướp về nhiều như vậy tu giả bên trong sẽ ra dạng này một vị yêu nghiệt khụ khụ nhỏ giọng một chút đừng để đạo tôn nghe thấy đúng đúng không phải đoạt nhìn ta cái này miệng là mang về mang về tu giả ha ha hôm nay khí trời tốt 12 cung vĩnh hằng thiên quân nhóm cầu sinh dục vọng tại thời khắc này đều kéo đầy cả đám đều pha trò lừa dối quá quan xa xôi đạo điện bên trong hư pháp đạo tôn nghe 12 cung vĩnh hằng thiên quân nhóm nói mặt không biểu tình, bất quá chuẩn bị giơ tay lên lại đem thả xuống. Phía dưới hai vị vĩnh hằng thiên quân trong lòng thở một ngụm khí, còn tốt đám người kia phản ứng nhanh, bằng không thì hiện tại khẳng định đều gặp nạn. Hư không bên trên. Bá Lan đạo quân mặc dù trong lòng cực kỳ chấn động, bất quá không bao lâu liền khôi phục bình thường, hắn chỉ là vì phong vân thiên phú sở kinh, nhưng nếu bàn về chiến lực, vẫn còn không đủ để nhường hắn động dung. Tái chiến. Bá Lan đạo quân ra tay, quá nhanh, chốc lát ở giữa đi tới gần, nắm tay phải bạo phát, giống như vạn vòng thái dương nổ tung, đánh phía Phong Vân, muốn xuyên qua nó thân thể. Phong Vân đứng ở đối diện, đến giờ phút này, hắn vẫn là bình tĩnh như vậy, hai chân chưa từng di động, giống như một cây thanh tùng cắm rễ tại cổ sườn núi phía trên, không thể rung chuyển. Hắn một tay giơ lên, cánh tay phải dương ra, hướng về bá lan đạo quân nắm đấm vất đi. Ken! Kinh thế thanh âm quanh quẩn, may mắn cái kia chút đạo quân không ở chỗ này quan chiến, nếu không chắc chắn bị chấn biết. Tựa như cứng rắn nhất tiên kim va chạm, phát ra cực kỳ chói mắt ánh sáng, âm thanh nước cửu thiên. Một kích này quá cương mãnh, hai người thuần túy cứng đối cứng. Bá Lan đạo quân bạo phát, nắm đấm đẩy về phía trước vào, nhìn xem bình tĩnh, nhưng trong nháy mắt này không biết chấn động bao nhiêu lần. Như là hỗn độn chi hải, hắn nắm đấm bạo phát thần quang, nhất trọng cao hơn nhất trọng, sóng cả kịch chấn, đập tới. Oanh. Phong Vân không sợ, thậm chí chủ động tiến lên, tay trái như cầu vồng, chụp về phía tiến đến, kim sắc huyết khí đầy trời kích xạ, như là thần tiễn phá thiên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Phong Vân cùng Bá Lan đạo quân trên hư không cực tốc quyết đấu, nắm đấm cùng bàn tay va chạm, cánh tay chuyển động, như long xà rong rủi. Đều quá nhanh, để cho người ta căn bản phản ứng không kịp, hai đại đạo quân cấp siêu cấp cường giả trên hư không kịch chiến, cùng với hỗn độn, vận dụng thông thiên lực lượng. Thiên địa nứt thành bốn mảnh, hai bóng người mơ hồ, tại va chạm, đang chém giết lẫn nhau, tại đối cứng, ai cũng không chịu lùi bước. Hô! Thiên phong gào thét, càng quấy nhật nguyệt. Nơi này các bay đá chạy, thiên địa băng liệt, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ là lâu lâu có thế mơ hồ nhìn thấy hai bóng người đang dây dưa cùng chém giết. Cho đến cuối cùng, một tiếng vang thật lớn, bọn họ lẫn nhau tách ra, lực lượng tan hết, nơi này khôi phục lại bình tĩnh. Phong Vân cùng Bá Lan đạo quân giằng co, giữa hai bên cách xa nhau ức vạn dặm. Không có bất kỳ cái gì vết máu, chỉ có tàn phá chiến đấu cảnh tượng. Bá Lan đạo quân lần này trên mặt cảm xúc không che giấu được, có phần vì chấn động nhìn qua Phong Vân, người thể chất thiên phú đạt tới cái gì cấp độ? hắn thân thể cường là bởi vì tự thân huyết mạch tính đặc thù, cũng không phải là thể chất thiên phú. Nhưng Phong Vân lại là nhân tộc, tại huyết mạch phương diện tất nhiên kém xa hắn, nhưng có thế có được cùng hắn cùng so sánh thân thể, tất nhiên là bởi vì thể chất thiên phú duyên cớ. Cái này cũng không khó đoán. Phong Vân không có trả lời, chỉ là toàn thân lượng lờ lấy vô số kim sắc huyết khí, kéo theo lấy ngập trời quang mang, đi về phía trước, mỗi một bước rơi xuống, đều để thiên địa cộng minh, không ngừng rung rẩy. Bá Lan đạo quân giờ khắc này cảm ứng rõ ràng đến, thần sắc kinh sợ đảng, đạo quân cấp thể chất thiên phú. Không, không đúng, hẳn là sắp tiếp cận đạo quân cực hạn thể chất thiên phú. Không nghĩ tới ngươi còn có dấu như vậy ác chủ bài. Bá Lan đạo quân cuối cùng biết được phong vân chiến lực vì sao cao như thế, vậy mà có được bực này thể chất thiên phú, có thể so với đạo quân cực hạn thể chất thiên phú, nó chiến lực cũng cơ hồ đạt tới đạo quân cực hạn cấp độ. Thể chất thiên phú làm vì đặc thù thiên phú, là cùng linh hồn thiên phú một dạng rất khó tăng lên, bài trừ trời sinh bên ngoài, nếu muốn tiến giai, liền cần cực kỳ trân quý bảo vật mới được. Mà tòa kia bảo vật đều là có tiền mà không mua được, cho dù là đạo tôn đều chưa từng có được. Nếu là xuất hiện, chắc chắn gây nên không biết bao nhiêu cường giả truy phủng. Mà Phong Vân chỉ là một cái không quan trọng nhân tộc, hiển nhiên không có khả năng có được dạng này bảo vật, cho nên có rất lớn tỷ lệ là tự thân thể chất thiên phú vốn là mạnh như vậy. Lợi hại A, không có nghĩ đến cái này Phong Vân còn có bực này ác chủ bài. Mạnh như vậy hoành thể chất thiên phú, khó trách hắn chiến lực mạnh như vậy liền cái kia thân thể nhỏ bé nhìn không ra a à, vậy mà am hiểu cận chiến người mới này chúng ta lực cung muốn lúc này một người dáng dấp khôi ngô cả người đầy cơ bắp vĩnh hằng thiên quân mở miệng hắn nhìn về phía phong vân ánh mắt tràn ngập hừng hực rất lâu không có gặp được có được mạnh như vậy thể chất thiên phú thiên tài nếu là vào ta lực cung tương lai thành tựu vĩnh hằng cấp không thành vấn đề quy lực cung cung chủ ngươi hiện tại liền thâm định cũng không hợp với quy của a à, thế nào cũng muốn đợi đến đạo tôn mở miệng mới được kim hành cung cung chủ nói ra chính là chính ngươi quyết định không dùng cái khác cung cung chủ phụ họa nói hừ hắn có cái này sao cường thể chất thiên phú không vào ta lực cung chẳng lẽ vào các ngươi cung các ngươi có thể dạy hắn cái gì không phục đến đánh một chầu a lực cung cung chủ trực tiếp đổi trở về những cung chủ kia lập tức không mở miệng đánh nhau bọn họ nhưng đánh mất quá lực cung cung chủ thương nhai thập nhị cung bên trong đao cung lực cung đều là ngang hàng thứ nhất còn lại cung đều tại phía dưới. Đến mức kiếm cung, thì là hạn chót. Kỳ thật ở đời trước kiếm cung cung chủ chưa từng tỏa hóa trước, kiếm cung là xếp tại 12 cung phía trên, hoàn toàn xứng đáng, nhưng bây giờ, bởi vì thiếu khuyết cường giả tỏa trấn, cho nên kiếm cung liền luân vì 12 cung chi mạch lưu. Chương 992, thành cũng chấp niệm, bại cũng chấp niệm. Canh 2 Tu hành thiên phú nhanh như vậy, thể chất thiên phú cũng cao như vậy. Hư không chiến trường bên trên, bá lan đạo quân nhìn qua phong vân trầm giọng nói, nói thật ra, ngươi cái này nhân tộc thiên phú, để cho ta cái này sinh mệnh đặc thù đều có chút hâm mộ ghen ghét. bất quá đáng tiếc, ngươi tu hành năm tháng quá ngắn, lần này ngươi cũng bại vào đây, hay là tại nơi đây nhiều ma luyện một khoảng thời gian a? dứt lời, Bá Lan đạo quân vậy mà tại chỗ giải thể, nguyên bản thực thể biến thành một đoàn tử sắc sương mù, lờ mờ có thể nhìn thấy là một cái hình người, chỉ có một đôi mắt lóng lánh tử mang. đây chính là ngươi chân thân sao? Phong Vân hơi nhíu mày nói, không sai, đây là ta đạp vào hư chi đảo đến nay lần thứ nhất tại cung cấp bậc tu giả trước mặt hiển lộ ra chân thân người đủ để tự ngạo bá lan đạo quân thản nhiên nói lúc này trên không trung cung chủ nhóm cũng lộ ra vẻ kinh ngạc bá lan đạo quân chân thân một lần nhìn liền để người kinh thán một lần không thể không cảm giác than thở hỗn độn thế giới thần kỳ cái gì sinh mệnh đặc thù đều có thể đản sinh ra đúng vậy a à, ta nhớ được cái này tự hồ gọi là sương mù trạng sinh mệnh đặc thù có thể miễn dịch hết thảy vật chất công kích với lại vô hình vô chất có thể biến hóa bất luận cái gì hình dạng không sai công kích vô dụng, phòng ngự cũng vô dụng, cho dù là chúng ta đối đầu, trừ lợi dụng đại đạo lực lượng giảo sát bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn đối phó. Bất quá bá lan đạo quân còn chưa hoàn toàn trưởng thành đến viên mãn hoàn cảnh, chỉ có thể duy trì cái trạng thái này một ngày thời gian. Một ngày thời gian, đầy đủ đem người mới này đánh bại. Vậy cũng đúng. Khi bá lan đạo quân hiện ra chân thân một khắc này, 12 cung cung chủ nhóm đều cho rằng phong vân đã không có phần thắng chút nào. Dù sao, có thể miễn dịch hết thảy vật chất công kích, phong vân thân thể mạnh hơn cũng vô dụng liền như là đánh vào không khí thượng một dạng tương đương không có đất dụng võ xoẹt hư không chiến trường bên trên bá lan đạo quân nhẹ nhàng nhoáng một cái đã đi vào phong vân phụ cận cái sau ngưng tụ quyền thế trực tiếp đập tới nhưng mà lại trực tiếp xuyên qua bá lan đạo quân thân thể không có tạo thành bất luận cái gì bệnh thương hàng. mà bá lan đạo quân thì lại lấy sương mù ngưng tụ thành một phương đại chủ y trực tiếp chủ y hướng phong vân oanh một tiếng va chạm phong vân nhịn không được rút lui đi ra ngoài bá lan đạo quân công kích quá nhanh lại vô hình vô chất căn bản khó lòng phòng bị không biết biết từ chỗ nào tiến hành công kích oanh còn chưa chờ phong vân dừng bước bên trái bỗng nhiên xuất hiện một cái tay lớn hung hăng đập tới phong vân lấy tay trái cùng chống đỡ mặc dù thành công ngăn trở nhưng cũng lại lần nữa rút lui đi ra ngoài tiếp đó bá lan đạo quân liền không đoạn phân liệt chính mình sương mù trạng thân thể từ từng cái phương hướng đối phong vân phát động công kích có cận chiến thủ đoạn cũng có tấn công từ xa cực kỳ phong phú với lại căn bản là không có cách phòng ngự xuất quỷ nhập thần nếu không có phong vân cảm giác lực kinh người tăng thêm thân thể cường hoành sợ là đã sớm bị thua bất quá dù vậy tại những cung chủ kia xem ra phong vân xu hướng suy tàn đã hiển hiện ra bị thua là sớm muộn sự tình ta thừa nhận ngươi rất mạnh vậy mà tại ta trạng thái mạnh nhất hạ kiên trì lâu như vậy bao nhiêu kinh diễn người mới có thể ngươi về sau có thể siêu việc ta bất quá lần này ngươi thua không nghi ngờ bá lan đạo quân thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến hắn căn bản không có thực thể phản phất dung nhập thiên địa bên trong thành vì thiên địa hóa thân kết thúc một kích cuối cùng bá lan đạo quân ngưng tụ toàn bộ lực lượng kích phát siêu cường lực lượng hướng phong vân phát động cuối cùng công phạt ân nhưng mà liền sau đó một khắc bá lan đạo quân sắc mặt biến ông hắn phát hiện xung quanh tràn cảnh bỗng nhiên thay đổi nguyên bản vẫn là hư không bên trên phía dưới là vô tận đại lục có thế lúc này bá lan đạo quân kinh ngạc phát hiện xung quanh tràn cảnh thay đổi nhìn một cái biến thành rộng lớn bình nguyên biến thành to lớn núi cao tại cái kia núi cao nguy nga đỉnh phong bên trên còn đứng thẳng một đạo vĩ ngạn thân ảnh tản ra ức vạn trượng quan huy chính ở trên cao nhìn xuống quan sát bá lan đạo quân bá lan ngươi vẫn là trước sau như một khoe khoang ta đã sớm cùng ngươi đã nói ngươi thủ đoạn không đáng giá nhắc tới chỉ thường thôi hạo thiên đạo tử bá lan đạo quân ngước nhìn trên đỉnh núi vĩ ngạn thân ảnh mặt liền biến sắc nói Lúc này, một cổ vô hình lực lượng tại ảnh hưởng hắn hồn phách chân linh, dẫn động nội tâm của hắn chỗ sâu nhất chấp niệm, tại bá lan đạo quân trong lòng, lúc trước một chiêu thua với hạo thiên đạo vực đạo tử, đối với hắn đã kích quá lớn. Hắn quá khát vọng mạnh lên, cho nên ở sâu trong nội tâm hình thành dạng này chấp niệm, đây là hắn đạo tâm thiếu hụt. Phong vân kỳ thật đã sớm âm thầm phát giác được điểm này, hắn là bực nào linh hồn cường độ, chỉ là nhìn một chút liền hiểu bá lan đạo quân mặc dù rất mạnh, nhưng ở đạo tâm phương diện lại không phải hoàn mỹ tại cái kia thần quang trong trẻo ánh mắt bên trong, cất dấu thật sâu chấp niệm. Cái kia chấp niệm quá cường liệt, có thể nói, bá lan đạo quân thành cũng chấp niệm, bại cũng chấp niệm. Chấp niệm nhường hắn tu hành khắc khổ, lấy được thành tựu cao hơn cùng tiến bộ, nhưng chấp niệm cũng thường trú tại trong lòng hắn, hình thành ác mộng cùng nhược điểm. Nếu là không am hiểu linh hồn chi đạo tu giả, tự nhiên khó mà nhận ra. Nhưng ở phong vân bực này linh hồn đại sư trước mặt, căn bản không có khả năng giấu được. Bất quá bá lan đạo quân cuối cùng không phải bình thường tu giả, mặc dù có chấp niệm, nhưng hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy bị huyễn cảnh vây khốn. Huyễn thuật. Phá cho ta. Bá Lan đạo quân phát ra một tiếng gầm thét, lập tức hắn không gian xung quanh vạn vẹo, cái kia trên đỉnh núi vĩ nạn thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Xung quanh cảnh tượng lập tức hiển lộ ra. Nhưng ngay lúc này, hắn cảm nhận được một cổ sợ hãi cảm giác truyền đến. Tranh. Một tiếng đao minh quanh quẩn giữa thiên địa, Bá Lan đạo quân vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Cửu Thiên chi thượng, một đạo thon dài thân ảnh chính dơ cao thần đao, tại hắn trên đỉnh đầu, hình như có một đầu đao sông dài chảy xuôi. Theo của hắn một đao vung xuống, bá lan đạo quân lập tức cảm giác được toàn thân muốn nứt, một cổ khủng bố bá đạo cùng bạo lực lượng giáng lâm ở trên người hắn. Mà lúc này đây, hắn mới phát hiện, chính mình chân thân vậy mà giải trừ, không còn là trước đó sương mù trạng hình thái, mà là ở vào nửa thực thể nửa vụ hóa. Hiển nhiên là bá lan đạo quân vừa mới lâm vào huyễn cảnh lúc tâm thần không bị khống chế, chính mình giải trừ. Nhưng lúc này, hắn đã không kịp lần nữa tiến vào sương mù trạng hình thái, cái nhân cái kia khủng bố bá đạo cùng bạo lực lượng đã đem hắn hoàn toàn bao phủ, buộc hắn không cách nào động đậy, chỉ có thể sinh sinh gánh vác một đao kia. Oanh! Một đao rơi xuống, áp chế vạn vật, trấn áp hỗn độn thế giới hết thảy quy tắc pháp tắc ngụy đại đạo, đáng sợ vô biên. Thiên địa đều bởi vì một đao kia mà rung rẩy, không chịu nổi. Giờ này khắc này, tại xa xôi trên không trung, một mực bình tĩnh bình tĩnh đao cung cung chủ, lúc này bỗng nhiên đứng lên, mắt lộ vô biên dọa người thần quang, bật thốt lên, chung, chung cực đao đạo. Chương 993, sớm đã siêu việt đao hoàng. Canh 3. Chung, chung cực đao đạo. Đao cung cung chủ lời này vừa ra, tự như một dọc dầu rơi vào nước sôi bên trong, trong nháy mắt gây nên kinh thiên gợn sóng. Ở đây sở hữu vĩnh hằng thiên quân đều bị kinh xem ra, các gao nhìn chầm chầm trên chiến trường phong vân, trong mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Thế nào sẽ? Hắn vậy mà lĩnh ngộ ra chung cực đao đạo. Cái này, đây là đang nói đùa a à. chung cực đao đạo sinh ra khó khăn cỡ nào không chỉ cần có siêu cao đao đạo thiên phú còn cần đem lục đại chí cao đao đạo tu đến đại thành giai đoạn với lại cái này sáu biết chí cao đao đạo lẫn nhau đại thành thời gian không thể vượt qua một cái kỷ nguyên nếu không lẫn nhau ở giữa khoảng cách quá lớn loại kia đao đạo ở giữa mới xuất hiện liên hệ liền sẽ đoạn tuyệt như vậy đến nay cho dù sáu môn chí cao đao đạo đại thành vậy cũng không cách nào hình thành đao đạo luân hồi tự nhiên cũng vô pháp dẫn ra cái kia tối tâm trung trung một tia đao chi đại đạo tiến vào trung cực đao đạo cấp độ. Kiếm đạo cũng thế, thậm chí có thể nói, cái khác trung cực chi đạo, cũng là như vậy. Với lại, đây hết thảy đều muốn tại Vĩnh Hằng Thiên Quân trước đó hoàn thành, nếu không, một khi bước vào Vĩnh Hằng Thiên Quân cấp độ, hợp đạo thành công, vậy liền không còn có cơ hội lĩnh hội thành công. Cho nên nói, vô luận là trung cực kiếm đạo, vẫn là trung cực đao đạo, muốn thành tựu thật sự là thật quá khó khăn, có các loại khắc nghiệt yêu cầu cùng điều kiện. Ức vạn vạn kỷ nguyên, không, triệu triệu ức kỷ nguyên, đều không nhất định có thế ra một cái. Liền lấy đao cung tới nói, tự sáng tạo lập đến nay, cũng liền đời thứ nhất đao cung cung chủ thành tựu qua, cho đến ngày nay, không biết bao nhiêu kỷ nguyên đi qua, đều như cũ không có sinh ra một cái. Đến mức kiếm cung, cũng chỉ ra hai cái, một cái là đời thứ nhất kiếm cung cung chủ, cái thứ hai thì là đời trước kiếm cung cung chủ, cũng liền là vị kia kiếm lan lão tổ. Cũng chính là bởi vì hắn tìm hiểu ra chung cực kiếm đạo, cho nên mới nhường kiếm cung vị liệt 12 cung đứng đầu vị trí. Bởi vậy, 12 cung cung chủ nhóm ở chỗ này nhìn thấy Phong Vân tìm hiểu ra chung cực đao đạo, mới sẽ như vậy thất thố. Trên thực tế, thất thố không chỉ là bọn họ, liền ngay cả đạo điện bên trong hư pháp đạo tôn, lúc này trên mặt cũng toát ra rõ ràng kinh hãi. Mạnh như hắn tâm cảnh, cũng sinh ra cực lớn gợn sóng. Hư pháp đạo tôn kinh động, không phải Phong Vân tìm hiểu ra chung cực đao đạo, mà là đối phương vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền lĩnh hội thành công. Vẻn vẹn vẹn 5.000 năm thời gian, liền một phần 10 kỷ nguyên thời gian đều không dùng đến hư pháp đạo tôn nội tâm thì thào, mặc dù bất hủ như hắn, ngồi xem thế gian thay đổi bất ngờ, gặp qua thiên kiêu nhiều như cửu thiên đầy sao, hỗn độn vẫn thạch, giống phong vân như vậy yêu nghiệt, đều bấm tay có thế số. Bất quá lĩnh hội chung cực chi đạo, tương lai hợp đạo độ khó liền muốn so bình thường thiên tài tu giả muốn khó hơn gấp mấy trăm lần. Chung cực chi đạo có thể nói là bao hàm chỗ lĩnh hội chi đạo hết thảy phương diện, cho nên hợp đạo thời điểm độ khó có thể nghĩ. Đương nhiên, nếu là hợp đạo thành công, cái kia chiến lực chắc chắn vô cùng đáng sợ đến lúc đó giúp hết ta một đạo chi vực một nửa tài nguyên nên có thể giúp hắn hợp đạo thành công hư pháp đạo tôn nhẹ nhàng lẩm bẩm với hắn mà nói tài nguyên không tính cái gì nhưng như phong vân dạng này yêu nghiệp lại là cực kỳ trân quý tự nhiên muốn hảo hảo bồi dưỡng tương lai tất thành vì hắn trợ lực nghĩ tới đây hư pháp đạo tôn nhìn về phía phong vân ánh mắt liền là đắc ý xem ra đi bên ngoài bắt tu giả trở về là vậy nó chính xác quyết định về sau không có sao liền thêm ra đi ra ngoài đi hư không chiến trường bên trên Phong vân một đao kia cuối cùng vẫn là không có rơi xuống, bởi vì bá lan đạo quân thân thể căn bản không chịu nổi, nếu là tất cả đều chém xuống, cái sau chắc chắn thụ trọng thương, nguyên khí đại thương, thậm chí tổn thương căn cơ. Bang Phong vân thu hồi kim dương thần đao, chui này truyền lại từ kim dương đao hoàng đạo khí, rốt cục bị phong vân đường đường chính chính giữ tại trong tay, với lại phát huy ra uy năng, so với lúc trước kim dương đao hoàng còn mạnh hơn nhiều. Phong vân, chỉ dùng hơn một cái kỷ nguyên thời gian, liền đã toàn diện siêu việt kim dương đao hoàng, với lại đạt tới cái sau cả một đời đều tại truy cầu trung cực đao đạo cấp độ. Nếu như Kim Dương đao hoàng dưới suối vàng có biết nói, khả năng cũng biết kinh hải muốn tuyệt, hắn thu, đây là cái gì di bờ quái vật. Ta bại. Bá Lan đạo quân nhìn thấy phong vân thu đao, có chút khổ sở nói. Ngươi rất mạnh, ta không bằng ngươi. Không, ngươi chỉ là thua ngươi chính mình, ngươi đạo tâm, không viên mãn. Phong vân nhẹ nhàng nói. Ta cũng biết, nhưng ta cũng vô pháp áp chế. Bá Lan đạo quân gãi gãi tóc mình, biểu lộ có chút thống khổ nói hà tất áp chế muốn trực diện ác mộng không có khả năng ngươi không biết cái kia người mạnh bao nhiêu bá lan đạo quân lắc lắc đầu nói phong vân thần sắc bình tĩnh ta là không biết hắn mạnh bao nhiêu nhưng ta biết cản đường ta người tất cả đều trảm chi không quản là một lần vẫn là một ức lần thẳng đến có thể làm đến mới thôi sau khi nói xong phong vân liền quay người rời đi cho đến biến mất tại nguyên chỗ mà bá lan đạo quân thì ngơ ngác đứng tại chỗ trong đầu không ngừng tiếng vọng phong vân thanh âm, những năm gần đây, hắn một mực vây ở lúc trước ác mộng bên trong, mặc dù bị hắn áp chế ở nội tâm chỗ sâu nhất, nhưng cũng không tiêu trừ, vẫn luôn tồn tại. Đây cũng là hắn qua nhiều năm như vậy, thực lực bắt đầu tiến bộ rất nhanh, về sau cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào nguyên nhân vị trí. Bây giờ, bá lan đạo quân nghe được phong vân nói, cảm nhận được đối phương cái kia vô địch ý chí cùng khí phách, thâm thụ xúc động. Ta lúc trước nếu là có ngươi cái này cái giác ngộ liền tốt. Bá Lan đạo quân cười khổ lắc đầu, cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, ngoại giới, ầm ầm, hư chi đảo trên cùng, cái kia từ khi lên tới tầng thứ sáu, liền không còn có biến động qua hòn đảo. Bây giờ, tại mấy chục vạn đạo quân nhìn soi mói, vậy mà chậm rãi rơi xuống đến tầng thứ năm. Không. Tại sao có thể như vậy? Bá Lan đạo quân làm sao có thể sẽ bại? Cái kia người mới vậy mà đánh bại bá Lan đạo quân. Cái này, cái này, ta không phải đang nằm mơ chứ. Những cái kia cái khác bị bá lan đạo quân đánh bại thiên tài đạo quân nhóm, không quản là vị nào, từng cái đều khiếp sợ không gì sánh nổi, không thể tin được. Bọn họ đều rất rõ ràng bá lan đạo quân cường đại, cho nên tuyệt đối không tin tưởng bá lan đạo quân sẽ bại. Mấy chục vạn đạo quân đều nhìn đến, cái kia tại trí cao tầng thứ sáu hòn đảo ngã xuống, đều là rung động mà thổn thức. Khỏi phải quản bọn họ làm sao không tin tưởng, nhưng một màn này lại là chân thực phát sinh. Bá lan đạo quân, thực sự bại cho vị kia người mới. Quả nhiên cuối cùng là vân thiên đạo quân thắng. Và dạ Lam đạo quân nhìn xem cái này một màn, cũng không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, hắn là lĩnh giáo qua phong vân đáng sợ, loại kia thông dong, loại kia khó lường cảm giác, đơn giản như là một cái động không đáy, để cho người ta mãi mãi cũng không cách nào nhìn thấu. Đương nhiên, cái kia chỉ là chính mình não bổ, lúc ấy phong vân, mặc dù cường đại, nhưng vẫn là không bằng bá lan đạo quân. Chương 994, Ngươi tại nghĩ ăn rắm. Canh 1 Cuối cùng quyết đấu kết thúc, Phong Vân thành công đánh bại Bá Lan đạo quân, tấn thăng vì hư chi đảo đệ nhất đạo quân, thậm chí là hư pháp đạo vực đệ nhất đạo quân. Bởi vì Bá Lan đạo quân trước đó cũng đã là hư pháp đạo vực đệ nhất đạo quân, cho nên Phong Vân đánh bại cái trước, liền tự động kế thừa cái này đệ nhất đạo quân danh hiệu. Mà theo thời gian trôi qua, nguyên bản huyên náo hư chi đảo, cũng dần dần đi hướng bình tĩnh. Đại lượng đạo quân mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng cũng chậm chậm tiếp nhận hiện thực. Nhưng ở xa xôi thiên phía trên, lại bởi vì phong vân, những cái kia vĩnh hằng thiên quân nhóm nổi tranh chấp. Không được. Cái này vân thiên đạo quân tất yếu vào ta đao cung. Đao cung cung chủ giận trừng trong mắt, đây chính là lĩnh ngộ trung cực đao đạo yêu nghiệt, bao nhiêu kỷ nguyên đều khó tìm một cái, các ngươi hiểu không? Tại hắn đối diện, lực cung cung chủ lớn tiếng nói, ngươi nói ngươi sao đâu? Trung cực đao đạo tính cái bóng, vân thiên đạo quân biến thái như vậy thể chất thiên phú, không vào ta lực cung, ngươi tại đùa ta. Một bên khác, một mực chưa từng mở miệng hồn cung cung chủ quát, ngươi tại nghĩ ăn rắm. Vân Thiên đạo quân cuối cùng cưỡng ép thức tỉnh Bá Lan đạo quân trong lòng chấp niệm, một khắc này ta cảm nhận được như vực sâu biển lớn linh hồn cường độ, Vân Thiên đạo quân, tất nhiên thuộc ta hồn cung. Ta cảm thấy, vào ta kim cung cũng không thành vấn đề. Không được, ta hỏa cung có lời nói. Đao cung, lực cung, hồn cung, kim cung, hỏa cung, cái này ngũ đại thiên cung cung chủ đều vì phong vân thuộc về vấn đề mà lên tranh chấp, từng cái hóa thân vô địch bình xịt, phung thiên phung địa, đem mặt khác thiên cung đều nói không còn gì khác chỉ vì để phong vân vào chính mình thiên cung. Mà còn lại lôi cung, một cung, thủy cung chờ cung chủ đều đứng ở một bên, xem náo nhiệt xem náo nhiệt, khuyên can khuyên can, có thể nói là một đoàn loạn. Bởi vì lúc trước phong vân chỉ hiển lộ đao đạo duyên cớ, cho nên cũng không bộc lộ ra chính mình toàn thuộc tính thiên phú, nếu không nói, hiện tại tranh đoạt, khả năng cũng không phải là cái này ngũ đại thiên cung, còn lại thiên cung đoán chừng đều muốn lên. Đến mức kiếm cung, thì bình chân như vậy đứng ở nơi đó, đại diện cung chủ thậm chí trong lòng còn tại bật cười, các ngươi tranh đi, chúng ta sớm đã có một cái siêu cấp yêu nghiệt, chính đang trên đường đi. Bất quá cái này cái vân thiên đạo quân thật là siêu cấp biến thái, đoán chừng cùng chúng ta cái kia tương lai cung chủ tương xứng. Đại diện kiếm cung cung chủ nội tâm lẩm bẩm nói. Nhưng mà hắn không biết là, hắn trong mắt hai cái yêu nghiệt, kỳ thật liền là cùng một cái. Ngay tại ngũ đại thiên cung cung chủ lẫn nhau tranh luận không ngớt, thậm chí muốn động thủ thời điểm, một đạo rộng lớn thanh âm truyền đến, tốt, đều là thiên quân cấp tồn tại, ở chỗ này cãi nhau, còn thể thống gì nương theo lấy câu nói này, một đạo vĩ ngạn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ cái gì dị tượng, cũng không bất luận cái gì khủng bố khí cơ, nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại so vô tận hỗn độn còn mênh mông hơn cảm giác. 12 cung cung chủ lập tức cúi đầu, cung kính hành lễ, gặp qua đạo tôn. Đạo tôn, ta. Đao cung cung chủ vừa muốn mở miệng, lại bị hư pháp đạo tôn ngăn cản. Vân Thiên muốn đi đâu, liền để chính hắn tới quyết định đi. Hư pháp đạo tôn trực tiếp vung tay lên, lập tức, xa xôi bên ngoài, vừa mới quay về đảo phong vân liền cảm giác được một cổ mênh mông lực lượng bao phủ hắn một giây sau hắn liền bị truyền tống đến nơi này vân thiên tại phong vân ngay người thời điểm một đạo uy nghiêm thanh âm truyền vào đầu óc hắn bên trong phong vân vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một người mặt bạch bào trung niên nhân đứng tại cái kia bên trong sinh ra độc giác hai mắt như hỗn độn giống nhau thâm thúy sáng chói để cho người ta nhìn một chút liền muốn trầm luân đi vào tên ta hư pháp hư pháp hư pháp đạo tôn phong vân nghe được hai chữ này tâm thần chấn động, có một trong nháy mắt ngơ ngẩn, bất quá lập tức kịp phản ứng, tranh thủ thời gian ôm quyền nói, gặp qua đạo tôn. Ân. Ừ. Hư pháp đạo tôn nhìn qua phong vân, ngươi là ta gặp qua nhất là yêu nghiệt đạo quân một trong, bây giờ ngươi đánh bại bá lan đạo quân, chắc là muốn rời khỏi hư chi đạo A. Phong vân gật đầu, chính là. Hắn đánh bại bá lan đạo quân, đạt được đối phương truyền thừa bảo vật, đã gom đủ cái kia một bộ linh hồn truyền thừa, như vậy, đao đạo cùng linh hồn truyền thừa hắn đều có, liền không có tất yếu đợi tiếp nữa. Với lại, hắn ở chỗ này đã vô địch, hình chiếu cũng hình chiếu xong, rời đi là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, phong vân trong lòng thế nhưng là nhớ kỹ chính mình muốn đi kiếm cung đâu. Rất cốt, ta hư pháp đạo vực tổng cộng có 12 cung, theo thứ tự là đao cung, kiếm cung, hồn cung, lực cung, hỏa cung, kim cung, thủy cung, thổ cung, một cung, phong cung, lôi cung, băng cung. Cái này 12 cung cụ thể tin tức ta cũng truyền vào thức hải ngươi bên trong, để ngươi tinh tế hiểu, sau đó, ngươi có thể tùy ý tuyển một cung gia nhập. Hư pháp đạo tôn vì phong vân phổ cập khoa học cụ thể 12 cung, nhưng không có phát hiện cái sau dần dần biến hóa thần sắc. Vân Thiên, gia nhập ta đao cung đi, ngươi đao đã đói khát khó nhịn đi, ta đã cảm nhận được, tới đi. Im miệng, chân nam nhân liền nên đến ta lực cung. Vân Thiên, ngươi nhất định là chân nam nhân. Linh hồn chi đạo mới là đại đạo, vạn sự vạn vật, đều không thể rời bỏ linh hồn hạch tâm, ta xem trọng ngươi a, à, thiếu niên. Đến nha, cùng nhau chơi đồ hỏa có nhiều ý tứ. Khụ khụ. Ta kim cung, quên đi, các ngươi tùy ý. Tại hư pháp đạo tôn sau khi nói xong, cái kia ngũ đại thiên cung cung chủ liền bắt đầu tranh nhau lôi kéo lấy phong vân. Nhưng mà bọn họ cũng không có chú ý đến, phong vân cái kia sớm đã mộng bức biểu lộ. Một lát sau, phong vân mới chần chờ nói, 12 cung. Là cái kia thương nhai thập nhị cung. Không có cái thứ hai 12 hai cung A. Tự nhiên không có khả năng, đây là ta tự mình sáng tạo 12 cung, nhìn chung 3.000 đạo vực, chỉ một nhà ấy, Hư Phát Đạo Tôn mặc dù không biết Phong Vân vì sao sẽ hỏi ra vấn đề như vậy, nhưng vẫn là giải đáp nói. Phong Vân nghe vậy sau đó, hít sâu một ngụm khí, sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại. Quyết định. Ừ, quyết định. Phong Vân gật gật đầu, sau đó tại cách đó không xa năm vị thiên cung cung chủ cực kỳ chờ mong ánh mắt bên trong, đem ngón tay chỉ hướng cái kia một mực cổng kiếm đứng ở bên cạnh đánh xì dầu kiếm cung đại diện cung chủ nói: "Ta lựa chọn, kiếm cung." A. A. A cái thứ nhất a là đến từ hư pháp đạo tôn cái thứ hai a thì là đến từ ngũ đại thiên cung cung chủ đến mức cái thứ ba dĩ nhiên chính là cái kia kiếm cung đại diện cung chủ lúc này bọn họ đều là một mặt mờ mịt thêm dấu chấm hỏi mặt cho dù là hư pháp đạo tôn cũng không ngoại lệ đánh chết hắn đều không có nghĩ đến phong vân vậy mà sẽ lựa chọn kiếm cung vì cái gì hư pháp đạo tôn nhịn không được nói bởi vì cái này phong vân lúc này lấy ra lúc ấy hai vị kia kiếm quân giao cho hắn bản hiệu Kiếm cung đại diện cung chủ ánh mắt quét đến khối này bản hiệu, lập tức toàn thân đại chấn, bật thốt lên, ngươi, ngươi tại sao có thể có kiếm cung chủ bài? Chương 995, ngươi nói tức giận hay không? Canh 2 Không có khả năng, cái này kiếm cung chủ bài đã sớm bị tử tinh kiếm quân cùng bạch diệu kiếm quân cầm lấy đi giao cho chúng ta vị kia tìm hiểu ra chung cực kiếm đạo tương lai kiếm cung cung chủ, làm sao có thể tại trên tay ngươi? Kiếm cung đại diện cung chủ nhìn thấy phong vân trong tay kiếm cung chủ bài, không thể tin nói. Còn lại vĩnh hằng thiên quân, bao quát hư pháp đạo tôn cũng đều một mặt kinh dị nhìn qua phong vân hoàn toàn không biết chuyện gì phát sinh phong vân thần sắc bình tĩnh nhẹ nhàng nói bởi vì ta chính là cái kia tìm hiểu ra chung cực kiếm đạo vốn có hắn không nguyện ý bại lộ quá nhiều nhưng bây giờ tình huống này nhưng cũng không có cách nào ai bảo hắn một mực muốn đi kiếm cung ngay tại cái này hư pháp đạo vực bên trong đâu mà hắn tốt xấu không tệ bị hư pháp đạo tôn bắt được hư chi đảo kinh lịch rất nhiều chiến đấu cái gì hắn nói nhẹ nhõm nhưng rơi vào bốn phía mười mấy cái vĩnh hằng thiên quân, cùng hư pháp đạo tôn trong tay, liền không khác là kinh thế chấn động mạnh. Không có khả năng. Kiếm cung đại diện cung chủ hay là không muốn tin tưởng. Bất quá một giây sau, hắn không có khả năng liền hoàn toàn kẹt tại trong cổ họng, trên mặt lộ ra kinh hải muốn tuyệt thần sắc. Ngâm. Chỉ nghe một tiếng kiếm minh, từ phong vân bên ngoài thân, xông ra một cổ hạo nhiên kiếm quang, trực tiếp cửu trọng thiên, như huy hoàng thiên uy. Trong lúc mơ hồ, tại hắn trên đỉnh đầu, một đạo mênh mông kiếm quan trường hà hiển hiện mà ra, mênh mông cuồn cuộn, không biết thủy chung, xuyên qua thiên cổ tuế nguyệt, không ai có thể ngăn cản. Chung, chung cực kiếm đạo. Lần này, kiếm cung đại diện cung chủ không còn có bất kỳ phản bác nào chi từ. Mà cái khác vĩnh hằng thiên quân nhóm trực tiếp tại chỗ kinh ngạc đến ngay người. Bọn họ cùng nhau nuốt nước miếng, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn phong vân, nguyên bản cho rằng những cái kia đều là phong vân ác chủ bài, không nghĩ tới cái sau lại còn cất giấu một tay chung cực kiếm đạo một người lĩnh ngộ hai đại trung cực chi đạo, vẫn là khó nhất kiếm đạo cùng đao đạo, cái này, cái này. Cho dù cường đại như những này vĩnh hằng thiên quân nhóm, lúc này cũng đều không ngừng quất lấy lạnh khí, bực này yêu nghiệt trình độ, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết. Dù cho là hư pháp đạo tôn, cũng đều con ngươi co rút nhanh, nhìn chầm chầm phong vân, giống như là đem cái sau từ trong ra ngoài xem rõ ngọn ngành, rất hiển nhiên, hắn bị hù đến. Lúc này, nơi xa bay tới hai đạo kiếm quang, nhanh chóng đi tới gần, hiển lộ thân hình phía sau, chính là cái kia tử y kiếm quân cùng bạch y kiếm quân đây là kiếm cung đại diện cung chủ gọi tới cung chủ tử y kiếm quân cùng bạch y kiếm quân hạ xuống phía sau hướng phía đại diện cung chủ ôm một cái quyền sau đó không đợi lão giả cung chủ mở miệng hai vị này kiếm quân liền thấy phong vân không khỏi ánh mắt sáng lên đi nhanh lên đi qua thiếu cung chủ ngài đã đến a thế nào không có ở cửa ra vào nhìn thấy ngươi a phong vân khóe miệng giật một cái hắn căn bản liền không có từng tới kiếm cung làm sao có thể xuất hiện tại cửa ra vào lúc này thông qua tử y kiếm quân cùng bạch y kiếm quân nói hiển nhiên đã chứng thực phong vân trước đó nói hết thảy là thật kiếm cung đại diện cung chủ một trái tim cũng rốt cục treo xuống tới sau đó hắn liền mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhanh chóng đi vào phong vân trước mặt tại chỗ là được đại lễ tham kiến cung chủ ngài đã đến ta cái này đại diện cung chủ cũng rốt cục có thể buông tay có thế không vui sao cái này cứ cực yêu nghiệt lại là hắn kiếm cung tương lai cung chủ trên đời còn có thể có so cái này càng để cho người hưng phấn sự tình sao bất quá hắn mặc dù vui vẻ nhưng có chút tồn tại liền không cao hứng tỷ như ngũ đại thiên cung cung chủ nhóm bọn họ đặt cái này tranh nửa ngày kết quả tiện nghi một mực tại bên cạnh đánh xì dầu kiếm cung ngươi nói tức giận hay không Lui một bước trời cao biển rộng nhẫn nhất thời càng nghĩ càng khí bất quá bọn hắn cũng không dám nhiều lời cái gì bởi vì đạo tôn trước đó liền nói mặc cho phong vân lựa chọn cho nên lúc này ngũ đại thiên cung cung chủ cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt tốt đều tán a à hư pháp đạo tôn cuối cùng giải quyết dứt khoát, kết thúc lần này tranh luận. Sau đó, từng cái thiên cung cung chủ đều riêng phần mình rời đi, bất quá ngũ đại thiên cung cung chủ cũng không phải dễ dàng như vậy từ bỏ, bọn họ trước khi rời đi đều đúng phong vân ném ra cành ô liu, xưng tùy thời đều có thể đến bọn họ thiên cung tới làm khách, ai đến cũng không có cự tuyệt. Phong vân còn muốn lấy thế nào đi hình chiếu cái khác thiên cung, bây giờ có cái này cái hợp lý lấy cớ, tự nhiên không có khả năng chối từ. Một lát sau, trên bầu trời liền chỉ còn lại có phong vân, đại diện lão nhân cung chủ, cùng tử y kiếm quân, bạch y kiếm quân. Phong vân đem chính mình rời đi đại thiên vũ trụ thế giới, một đường căn cứ địa đồ, hướng kiếm cung phương hướng tiến lên, cùng cuối cùng bị hư pháp đạo tôn chụp tới hư chi đảo chờ một giải chuyện nói cho bọn hắn. Ba vị kiếm quân sau khi nghe xong, mặt mũi tràn đầy thổn thức. Còn tốt bắt đi cung chủ ngươi là hư pháp đạo tôn đại nhân, nếu là khác đạo tôn, đoán chừng muốn chờ chính ngài trở về, sợ là không biết bao nhiêu cái hỗn độn kỷ nguyên sau. Đại diện cung chủ cười khổ một tiếng. Bên cạnh tử y kiếm quân thầm nói, khác đạo tôn cũng sẽ không theo hư pháp đạo tôn đại nhân như thế tùy tiện bắt tu giả a à. im miệng đại diện cung chủ tranh thủ thời gian che tử y kiếm quân miệng nhưng hắn không cần tiếp tục nói nữa tại hư pháp đạo vực bên trong nói hư pháp đạo tôn nói xấu không nghĩ sống sao phong vân nhìn mặt sạm lại trong lòng hắn cảm thấy cái này hư pháp đạo tôn tâm nhãn có chút nhỏ a à, ân về sau không thể tại đạo vực bên trong nói hắn nói xấu lúc này đại diện cung chủ đối phong vân nói cung chủ ngài là hiện tại cùng chúng ta trở về sao phong vân lắc đầu các ngươi về trước kiếm cung đi ta trở về đi dọn dẹp một chút lại đến lúc trước hắn cùng bá lan đạo quân một trận chiến lòng có cảm giác dự định tiêu hóa một chút với lại hắn hôm nay hình chiếu cũng còn không có soát một ngày này sắp hết trước soát xong lại nói tốt vậy ta đem kiếm cung bản đồ chi tiết truyền cho ngươi cho lúc trước phong vân chỉ là đại khái bản đồ với lại tại hư chi đảo đã sớm bị che đậy không cách nào tìm đọc bây giờ cho phong vân là vậy nó kỹ càng bản đồ không chỉ có bao quát kiếm cung, còn có hư pháp đạo vực địa đồ, cùng một chút cơ bản tin tức giới thiệu. Tiếp thu được địa đồ phía sau, Phong Vân gật gật đầu, triều đại lý cung chủ chờ ba vị kiếm quân vẫy tay sau liền quay người rời đi, rất nhanh biến mất không còn tâm tích. Nhìn qua Phong Vân phương hướng rời đi, đại diện cung chủ trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng, một lần này, chúng ta kiếm cung tái hiện huy hoàng thời cơ tiến đến. Một bên, Tử Y kiếm quân cùng Bạch Y kiếm quân biểu lộ cũng thế, hai người bọn họ cũng đã nghe nói Phong Vân tại hư chi đảo đủ loại kinh diễm biểu hiện, có thể nói, bây giờ Phong Vân, thậm chí sau ba người bọn hắn còn mạnh hơn. để nhất đạo quân thực chí danh Quy A. Đáng tiếc thương vũ kiến quân đang bế quan, bằng không thì là hắn có thể nhìn thấy chúng ta vị này tân cung chủ phong thái vô thượng. Chương 996, Tối Cường Đạo Canh 3 Bên này Phong Vân trở lại trên hòn đảo sau đó, liền bắt đầu tiến vào bế quan hình thức, trong lúc đó già lam đạo quân từng tới tìm hắn, cho biết Phong Vân hắn muốn ly khai, lựa chọn là Thủy Cung mà bá lan đạo quân kỳ thật đã sớm gia nhập kim cung hắn đến hư chi đảo bất quá là vì khiêu chiến các lộ yêu nghiệt mà thôi phong vân cũng thông báo cho bọn hắn chính mình gia nhập kiếm cung cũng giải thích chính mình kỳ thật cho tới nay am hiểu là kiếm đạo cái này tại già lam đạo quân cùng bá lan đạo quân trong lòng không thể nghi ngờ lại nhất lên thao thiên cự lãng nhất là bá lan đạo quân hơi kém trực tiếp tâm tính bạo tạc hắn toàn lực ứng phó chiến đấu nguyên bản cho rằng phong vân cũng là như thế cho nên thua cũng có thể lý giải nhưng bây giờ nói cho hắn biết phong vân lại còn không vận dụng toàn lực bá lan đạo quân hơi kém khóc hắn tình nguyện chính mình vĩnh viễn không biết chân tướng cũng quá thảm a à. cuối cùng hai vị này đạo quân thừa hứng mà đến tự bế mà đi phong vân cũng không có cách việc này sớm muộn bọn họ cũng phải biết sớm biết muộn biết không có gì khác biệt đưa tiễn hai vị này sau đó hắn bắt đầu toàn bộ linh hồn cùng thể xác đầu nhập vào xoát hình chiếu bên trong bất quá trước đó phong vân dự định xem xét một chút chính mình vừa mới mới đạt được những cái kia hình chiếu không sai liền là cái kia hơn 10 vị vĩnh hằng thiên quân hình chiếu. Đáng tiếc không có hình chiếu đến hư pháp đạo tôn. Lúc ấy phong vân cái thứ nhất hình chiếu liền là hư pháp đạo tôn, kết quả cũng không có bất kỳ phản ứng nào, hiển nhiên, đến không phải chân thân, cho nên không cách nào hình chiếu. Đến mức cái khác vĩnh hằng thiên quân, tự nhiên đều vào phong vân hình chiếu trong gương. Hình chiếu đối tượng, Lam Thủy Thiên Quân, Thủy Cung Cung Chủ. Tuổi tác, 5.000 triệu ức kỷ nguyên. Cảnh giới, Vĩnh Hằng Thiên Quân cao dai. Rơi xuống, Vĩnh hằng cấp võ kỹ thủy chi pháp giới. Vĩnh hằng cấp võ kỹ thủy chi huyễn thân. Vĩnh hằng cấp võ kỹ quỳ thủy huyền thiên chỉ. Vĩnh hằng cấp thủy hệ công pháp ngã tức phi thủy. Vĩnh hằng cấp thủy hệ thiên phú. Thủy chi đại đạo bảy thành. Hình chiếu đối tượng xí hỏa thiên quân hỏa cung cung chủ. Tuổi tác bảy vạn triệu ức kỷ nguyên. Cảnh giới vĩnh hằng thiên quân cao giai. Rơi xuống. Vĩnh hằng cấp võ kỹ thần hỏa phân thân. Vĩnh Hằng cấp võ kỹ liệt diễn chú thiên thể, Vĩnh Hằng cấp võ kỹ xí hỏa vô cực đồ, Vĩnh Hằng cấp hỏa hệ công pháp thiên hỏa vô lượng kinh, Vĩnh Hằng cấp hỏa hệ thiên phú, hỏa chi đại đạo bảy thành. Phong vân một chút quét xong những này hình chiếu trên mặt lộ ra nét mừng, quả nhiên những này Vĩnh Hằng thiên quân hình chiếu liền là không giống nhau, không chỉ có võ kỹ đẳng cấp tăng lên, liền ngay cả lĩnh hội thuộc tính chi đạo đều biến thành đại đạo. Trên cơ bản người cũng đều là Vĩnh Hằng cấp thiên phú, cùng thuộc tính đại đạo cái này cũng rất bình thường, nếu không có có được như thế thiên phú, bọn họ cũng không có khả năng đạt tới vĩnh hằng thiên quân cấp. Bất quá đối với Phong Vân tới nói, hiện giai đoạn vẫn là đạo quân cấp hình chiếu quan trọng hơn, lại vĩnh hằng thiên quân số lượng cũng không nhiều, toàn bộ hư pháp đạo vực, cũng mới mười mấy tôn mà thôi. Nhưng nếu bàn về đạo quân, lại là chí ít có ngàn vạn nhiều. Ngàn vạn đạo quân, nhìn như rất nhiều, nhưng nếu để vào hư pháp đạo vực cái kia vô số sinh linh bên trong, cũng chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi, căn bản vốn không thu hút. Sau đó đi kiếm cung lúc báo danh đợi, trên đường lại nhiều hình chiếu một chút đạo quân a. Ngàn vạn đạo quân, cũng không đều là tại 12 cung, có thể vào 12 cung, vậy cũng là tinh anh cấp đạo quân, cả đám đều có thể được xưng là thiên kiêu. Dạng này đạo quân, tại 12 cung bên trong cũng liền trăm vạn. Còn lại, cơ bản đều là phân bố tại hư pháp đạo vực từng cái địa phương, tổ kiến thế lực khác. Sau đó, Phong Vân liền chính thức tiến vào soát hình chiếu hình thức. Cùng lúc đó, một bên khác. Hư pháp đạo điện hư pháp đạo tôn ngồi ngay ngắn ở thần vị phía trên hư vô mờ mịt vĩ ngạn mênh mông hai vị kia vĩnh hằng thiên quân mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn không nghĩ tới vị này vân thiên đạo quân mạnh như vậy vậy mà đồng thời có được song chung cực chi đạo một cái kiếm đạo một cái đao đạo còn không chỉ đâu nghe nói hắn thể chất thiên phú cùng linh hồn thiên phú cũng cực kỳ đáng sợ tại thuộc tính thiên phú phương diện cũng là cao không lời nói ngắn ngủi năm ngàn năm liền vọt tới thượng phẩm đạo quân cấp độ cường a như vậy yêu nghiệt đạo quân đơn giản hiếm thấy trên đời a Lúc này, ngồi ngay ngắn ở thần vị phía trên hư pháp đạo tôn lại nhẹ nhàng than thở một ngụm khí, yêu nghiệp như thế, chưa chắc là chuyện tốt a, à, tối cường đạo, cũng là tối cường công xiền, tương lai hắn hợp đạo thời điểm, căn bản không có khả năng khống chế khổng lồ như thế đạo. Không cẩn thận, chắc chắn phi hôi yên diệt. Hai vị vĩnh hằng thiên quân nghe nói như thế, đều lập tức kịp phản ứng, đúng vậy a, à, một cái chung cực kiếm đạo hợp đạo, liền đã so thiên tài tu giả hợp đạo muốn khó hơn gấp 100 lần, so bình thường tu giả càng là khó hơn gấp 1000 lần như lại thêm chung cực đao đạo, thể chất thiên phú, ta dựa vào, đây không phải là so bình thường tu giả hợp đạo muốn khó hơn trăm vạn lần sao. Nhưng mà, bọn họ còn không biết, phong vân còn có được 10 hệ thuộc tính, thời gian thuộc tính, không gian thuộc tính các loại, những này cộng lại, đều chừng ức vạn lần. Độ khó độ cao, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Kỳ thật không cần lo lắng, chỉ cần nhường vân thiên đạo quân hợp đạo lúc, chỉ tuyển chọn kiếm đạo, hoặc là đao đạo, chẳng phải không có vấn đề này sao? Đúng a à, chỉ hợp một cái chung cực chi đạo, vẫn là có đầy đủ nắm chắc. Hai cái Vĩnh Hằng Thiên Quân nói ra. Chỉ có thể như vậy. Hư Pháp Đạo Tôn Kỳ thật nghĩ cũng là biện pháp này, hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn xem Phong Vân đi chịu chết. Có đôi khi, một cái tu giả quá mức yêu nghiệt sáng chói cũng không tốt, nhất là tại hợp đạo trước đó. Đạo quân cấp võ kỹ, thần đế ấn, đến từ Trần Tuyệt Đạo quân hình chiếu. Thủy chi ngụy đại đạo, một tầng, đến từ Vô Thường đạo quân hình chiếu. Hỏa chi ngụy đại đạo, một tầng, đến từ Vĩnh Dạ đạo quân hình chiếu chúa tể cấp không gian thiên phú đến từ võ không đạo quân hình chiếu ba lô bên trong phong vân soát xong hình chiếu phía sau nhìn một chút nhẹ nhàng lắc đầu lần này hình chiếu lại là chỉ bạo điểm thịt mũi không đau không ngứa quên đi cũng không có trông cậy vào đại bạo phong vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đối với trường kỳ phi tù quấn thân hắn đã thành thói quen tiếp đó hắn trực tiếp bay thẳng rời đảo hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa mà đi hư chi đảo những cái kia tầng dưới chót đạo quân nhóm đưa mắt nhìn phong vân rời đi từng cái trong mắt tràn ngập hâm mộ. Mặc dù mọi người đều là hư chi đảo, nhưng tầng dưới chót cùng cao tầng là hoàn toàn không giống đãi ngộ, bọn họ nhiều nhất chỉ là đạt được đạo vực vĩnh cửu cư dân quyền mà thôi. Mà đối phương, thế nhưng là 12 cung đều muốn đoạt lấy siêu cấp yêu nghiệp, một cái thiên, một cái địa, không có chút nào khả năng so sánh. Chương 997, Thiên sát tam thập nhất tướng. Canh 1. Hư pháp đạo vực cực kỳ bao la, nghe nói là hư pháp đạo tôn tại hỗn độn trung mở ra đạo tôn sức mạnh to lớn không thể tưởng tượng, lúc trước cùng cổ tu hành giả đại chiến, từ đầu tới đuôi, đạo tôn vẫn lạc số lượng, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy tôn mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, đạo tôn nên có cỡ nào cường hoành. Mà cho đến tận này 3.000 đạo vực, tất cả đều là các đại đạo tôn mở mà ra. Đạo vực so sánh cái khác hỗn động vực, chỗ cường đại ở chỗ, các loại thiên địa pháp tắc quy tắc rõ ràng, nguyên lực cũng dồi dào, hoàn cảnh muốn càng vì hậu đãi sinh ra thiên tài cùng cường giả tỷ lệ, cũng muốn so cái khác hỗn động vực nhiều hơn một chút mà hư pháp đạo tôn mới thành tựu đạo tôn ức vạn cái hỗn độn kỷ nguyên, tại đạo tôn trung đều thuộc về co tuổi trẻ một nhóm kia. Bởi vậy, hắn mở ra hư pháp đạo vực, cũng rất tuổi trẻ, cho nên những năm qua này, nội tình còn lâu mới có thể cùng cái kia chút cổ lão đạo vực đánh đồng, chênh lệch rất xa. Vô lượng là sinh linh số lượng, vẫn là sinh ra thiên tài và số lượng tỷ lệ, đều xa xa không kịp những cái kia cổ lão đạo vực. Cũng tỷ như, hư pháp đạo vực vĩnh hằng thiên quân mới hơn 10 cái, lại đều là bình thường thiên quân cấp, hợp đều là loại kia nhất vì bình thường đạo, đạo quân liền lại càng không cần phải nói. Mà cổ lão đạo vực, vĩnh hằng thiên quân không chỉ có nhiều, với lại có không ít hợp đạo đều là cực kỳ cường đại đạo, che đậy cùng giai loại kia, đạo quân phương diện, cũng thế. Cho nên hư pháp đạo tôn vì để hư pháp đạo vực nhanh chóng trưởng thành, liền không đoạn từ cái khác hỗn độn vực cướp tới tu giả, chỉ có có thế từ trung khai quật ra một tôn thiên tài, hắn liền là kiếm lời. Tỷ như lần này phong vân, quả thực là hư pháp đạo tôn những này kỷ nguyên đến nay lớn nhất thu hoạch. Hắn thề, hắn cướp bóc nhiều lần như vậy tu giả, là thuộc phong vân thiên phú nhất là yêu nghiệt, thậm chí yêu nghiệt nhường hắn đều bị hù đến. Mây trắng từng đóa, một bóng người đang tại không trung trung bước trên mây mà đi, tiêu sái mờ mịt, rất không hài lòng, tự nhiên là phong vân. Hắn sau khi đi ra, một đường mà đi, dọc theo đường ngắm cảnh một chút phong cảnh, cũng coi như khổ nhàn kết hợp một chút. Cái này đạo vực, so ta tưởng tượng trung muốn loạn nhiều. Phong vân dọc theo con đường này liền đụng phải nhiều lần cướp bóc, hiển nhiên hư pháp đạo vực bên trong trật tự so sánh vì giả mang hỗn loạn, tranh đấu so địa phương khác còn khốc liệt hơn nhiều khả năng cùng hư pháp đạo tôn tác phong có quan hệ. Lời này phong vân tự nhiên là không dám nói, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng chửi bậy. Đương nhiên, mặc dù đụng phải nhiều lần cướp bóc, nhưng phong vân bây giờ chiến lực, cơ hồ có thể nói là hư pháp đạo vực đệ nhất đạo quân, trừ phi vĩnh hằng thiên quân cấp tồn tại ra tay, nếu không không có ai có thể đối phó hắn. Mà cái này hư pháp đạo vực bên trong, vĩnh hằng thiên quân cấp đều tại 12 cung bên trong, vẻn vẹn mười mấy cái mà thôi. Cho nên nói, phong vân bây giờ có thể nói đã đứng tại hư pháp đạo vực cao tầng phía trên lúc này, khoảng cách phong vân trăm ức km bên ngoài một tòa rộng lớn đáy hồ chỗ sâu. Nơi này, có một tòa cung điện. Trong cung điện có thật nhiều thị nữ cùng hộ vệ, tu vi cấp độ không đủ, phần lớn tại chúa tể, chí tôn cấp độ. Ân. Uhm. Một đoạn thời khắc, cung điện chỗ sâu một tòa thiên điện bên trong, một tên dựa vào chỗ ngồi, đang uống rượu đầu cá nhân thân dị tộc thanh niên sinh mệnh bỗng nhiên mở to hai mắt, bên trong phun phóng ra quang mang đem đứng bên cạnh thị nữ đều giật mình. Có bảo vật khí tức tên này dị tộc thanh niên tu vi ở trên phẩm đạo quân cấp độ, tên vì linh cảm đạo quân, chính là từ hư chi đảo đi ra một tên tu giả, bất quá bởi vì hắn thiên phú vấn đề, cho nên không thể gia nhập 12 cung. Thế là hắn liền cùng không ít huynh đệ, tại hư pháp đạo vực thành lập một cái thế lực, thời gian cũng coi như qua thư thư phục phục, không có tư có vị. Mà chính hắn, bởi vì có một loại tầm bảo thiên phú năng lực, cho nên cũng coi như tại cái này phương viên bên trong thăng bằng gót chân. Ngay tại vừa rồi, tên này dị tộc linh cảm đạo quân cảm nhận được chính mình tầm bảo thiên phú phản ứng. Cái này đủ để chứng minh, phương viên bên trong có bảo vật xuất thế. Xoát. Linh cảm đạo quân trong nháy mắt hóa thành quang mang sông ra hồ nước, đi vào trên bầu trời, nương tựa theo tầm bảo thiên phú cảm ứng. Không bao lâu, hắn liền cảm ứng được tại cực đông phương hướng, truyền đến vừa mới cái loại cảm giác này. Không ngừng đang di động, nói rõ cái này bảo vật ngay tại một vị tu giả trên thân, nhìn khí cơ, hình như là thượng phẩm đạo quân. Linh cảm đạo quân sắc mặt vui mừng, sau đó lập tức trở về hồ nước thấp, sử dụng truyền âm công cụ, giống như đang kêu gọi cái gì. Không bao lâu, có 30 vị thân ảnh từ đằng xa chạy đến, từng cái khí tức cường đại, không thua kém một chút nào linh cảm đạo quân, thình lình đều là thượng phẩm đạo quân. Linh cảm. Linh cảm, thế nào đột nhiên gọi chúng ta đến đây? Đúng vậy a, à, có cái gì trọng yếu đại sự sao? Có phải hay không thế lực khác muốn xâm lấn? 30 vị thượng phẩm đạo quân cũng là cùng linh cảm đạo quân một dạng, từ hư chi đảo đi ra, bởi vì lẫn nhau dựa vào, cho nên ngay tại chỗ cũng coi như có không nhỏ tên tuổi. Là có đại sự, bất quá là trọng đại việc vui. Linh cảm đạo quân cười ha ha một tiếng, ta cảm ứng được một vị thượng phẩm đạo quân đang theo bọn họ bay tới, mà trên người hắn mang theo không ít bảo vật. A. À, lời này vừa ra, ở đây cái kia 30 vị đạo quân trên mặt liền lộ ra nét mừng, trông mà thèm vô cùng. Bất quá muốn cẩn thận một chút, cái này đạo quân đoán chừng là từ hư chi đảo đi ra. Linh cảm đạo quân mở miệng nói. Yên tâm chúng ta đều là từ hư chi đảo đi ra, tự nhiên sẽ không khinh thường bất kỳ một cái nào đối thủ. Đúng, chúng ta thiên sát tam thập nhất tướng còn sợ chỉ là một cái thượng phẩm đạo quân. Giết, đoạt bảo. Giết. Lúc này, cái này linh cảm đạo quân cùng 30 vị đạo quân đi ra hồ nước, ẩn nấp ở chung quanh hư không bên trong, chuẩn bị bố trí xuống thiên la địa võng. Không bao lâu, phương xa một bóng người chân đạp hư không mà đến, thần sắc bình tĩnh, mờ mịt thông dong. Mà khi thân ảnh này tới gần hồ nước trên không lúc, bỗng nhiên từng đạo lưu quan từ bốn phía hư không bên trong bay ra, tổng cộng 31 đạo quang mang, sáng chói vô cùng. Đang bay ra trong nháy mắt liền đã tự nhiên hình thành trận pháp, đem Phong Vân một mực vây ở trong đó. Trung ương trận pháp, Phong Vân thì bình tĩnh nhìn xem, tự lẩm bẩm, 31 cái thượng phẩm đạo quân sao, không sai, lại có hình chiếu chủ động đưa tới cửa. Hắn tự nhiên đã sớm cảm giác được cái này 31 cái đạo quân khí cơ, bất quá hắn cũng không thèm để ý, cái này 31 cái đạo quân trong mắt hắn, tất cả đều có thể không nhìn, nếu không có vì hình chiếu, phong vân cũng không gặp qua đến. Lúc này, hắn một chút quét tới, lập tức đem tại trận 31 cái thượng phẩm đạo quân hệ số cho hình chiếu. Đồng thời phong vân nhàn nhạt mở miệng, các ngươi. Bất quá hắn còn chưa nói xong, cái kia thiên sát tam thập nhất tướng liền trực tiếp vung tay lên, giết hắn. Bọn họ có thế lười nhát dông dài, tung hoành một vùng xung quanh, hung uy hiển hách, sát phạt quả đoán, từ trước tới giờ không nương tay. Trước mắt bất quá là một cái thượng phẩm đạo quân, muốn giải quyết không được qua là vài phút sự tình, hà tất tốn nhiều miệng lưỡi. Chương 998, quá, quá mạnh. Canh 2. Ầm ầm. 31 vị thượng phẩm đạo quân đồng thời ra tay, khủng bố năng lượng ba động hướng hắn quét sạch gào thét mà đến, muốn nghiền ép Phong Vân. Đồng thời còn có một chút chí bảo cũng đều hướng phía Phong Vân đánh tới. Cơ hồ trong nháy mắt, cái này 31 cái thượng phẩm đạo quân liền bắt đầu phi thường thuần thục tiến hành vây xem, đây là bọn họ tác chiến nhiều năm bồi dưỡng được đến ăn ý, từng vây giết qua một tên tuyệt phẩm đạo quân. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, giết chết Phong Vân cũng bất quá là trong chớp mắt sự tình. Ông. Nhưng mà, Phong Vân đứng sừng sững ở chỗ đó bất động, quanh thân từng vòng từng vòng kim sắc quang mang tràn ngập ra. Những năng lượng kia công kích, chí bảo đã kích, tại đụng phải hắn hộ thể kim quang sau liền trực tiếp vỡ vụn, căn bản bất lực chống lại. Cái này hộ thể kim quang là Phong Vân khí huyết bên ngoài hiển hóa, cùng loại với một loại trận vực, cái gì đó tới gần đều sẽ bị giảo sát không còn một mảnh. Quá yếu. Phong Vân trong lòng lắc đầu, Trước đó cùng mình đại chiến qua những cái kia thượng phẩm đạo quân đơn giản không cùng một đẳng cấp. Hắn xem chừng, đây chính là loại kia dựa vào thời gian tuế nguyệt từng chút một mài đi lên thượng phẩm đạo quân, cùng hư chi đảo những cái kia yêu nghiệt cấp thượng phẩm đạo quân hoàn toàn là hai cái phương diện thực lực. Giết. Giết. 31 vị thượng phẩm đạo quân thần sắc biến đổi, lập tức bắt đầu biến trận, đem lực lượng gia trì tại linh cảm đạo quân trên thân. Linh cảm đạo quân lập tức ký cơ phóng đại, phóng tới phong vân. Chết. Hắn hóa thành một đạo lưu quan giết tới tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc mà tới. Nhưng mà, Phong Vân nhìn cũng không nhìn, trực tiếp vung tay áo, đảo qua đi. Hắn liền bất kỳ vũ kỹ nào chiêu thức, thậm chí là ngụy đại đạo lực lượng đều chẳng muốn vận dụng, trực tiếp lấy thân thể chống cự. Bành. Một giây sau, linh cảm đạo quân sắc mặt đại biến, bởi vì một cổ càng thêm khủng bố cùng nhanh chóng lực lượng rơi ở trên người hắn, trực tiếp đem hắn sở hữu công kích đánh thành mảnh vỡ. Mà chính hắn cũng trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở hồ nước bên trong, một tiếng kinh thiên nổ vang, Đem chính mình cung điện đều cho đập sập, dọa sợ hộ vệ cùng thị nữ. Cái gì? Một kích liền đánh bại linh cảm đại ca. Phiền phức, địch nhân quá mạnh. Cùng một chỗ ra tay. Còn lại ba mươi vị thượng phẩm đạo quân mặc dù biết trước mắt phong vân không dễ chọc, nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao, chỉ có thể liều. Bọn họ từng cái bột phát ra lực lượng mạnh nhất, xuất ra tối cường ác chủ bài. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy nơi này một mảnh hỗn độn, các loại khủng bố ba động tăng vọt. Sau đó cùng nhau đánh phía ở giữa nhất Phong Vân. Nhưng mà, Phong Vân vẫn như cũ động cũng không động, vẫn là nhẹ nhàng vung tay áo. Oanh. Vây công 30 vị đạo quân trong nháy mắt tất cả đều bị oanh kích bay ngược ra ngoài, cùng nhau hướng phía lúc trước linh cảm đạo quân vị trí hồ nước rơi xuống mà đi, ném ra cái này đến cái khác bọc nước. Hồ nước dưới đấy, lúc trước cung điện đã sớm hóa thành tro bụi. Cái kia 30 vị thượng phẩm đạo quân, bao quát trước đó linh cảm đạo quân, lúc này đều bị trọng thương, ánh mắt hoảng sợ vô cùng. Quá, quá mạnh vẻn vẹn một kích liền đánh tan chúng ta sở hữu liên thủ không quản là sát chiêu mạnh nhất vẫn là trận pháp ở trước mặt hắn đều không chịu nổi một kích quá mạnh tại sao có thể có mạnh như vậy thượng phẩm đạo quân yêu nghiệt khẳng định là hư chi đảo tầng thứ năm những cái kia đáng sợ yêu nghiệt cái này 31 vị thượng phẩm đạo quân hoảng sợ hướng phía bốn phía chạy trốn trên người có thương cũng không lo được bọn họ biết rõ giống phong vân dạng này tất nhiên tại hư chi đảo là thuộc về cấp độ yêu nghiệt, vị liệt tầng thứ năm, so với bọn hắn những này tầng dưới chót đạo quân không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu. Loại này cấp độ yêu nghiệt, đối mặt bọn hắn, tất nhiên là miễu sát. Trốn. Phong vân đứng tại hồ nước trên không, nhìn xem hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy 31 vị đạo quân, ánh mắt lạnh lẽo. Một giây sau, vô hình linh hồn ba động lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía quét sạch ra tới. Phốc 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 phốc. Trong nháy mắt, những cái kia chạy trốn trung 31 vị thượng phẩm đạo quân cùng nhau thân thể rung lên, sau đó ánh mắt quang mang ảm đạm, hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Mặt ngoài nhìn qua không có chút nào tổn thương, kỳ thực đã chết không thể lại chết, bởi vì linh hồn đã diệt. Làm xong đây hết thảy, Phong Vân lập tức khẽ ngoắt một cái, lập tức cái kia 31 vị thượng phẩm đạo quân trữ vật giới chỉ hướng hắn nơi này bay tới, bị hắn thu vào trong túi. Sau đó, Phong Vân hơi nghi người đi, trực tiếp hướng về phương xa mà đi. Bay trên mây, Phong Vân bắt đầu từng cái xem xét cái này 31 mai trữ vật giới chỉ, đáng tiếc, đại bộ phận đều là bình thường mặt hàng, căn bản khó vào hắn pháp nhãn. Bất quá hắn cũng không có vứt bỏ, đối với hắn vô dụng, nhưng đối tiểu lan tỷ, đối nhân tộc, vẫn rất có dùng. Ân, Đây là. Phong Vân bỗng nhiên từ linh cảm đạo quân trong trữ vật giới chỉ lật ra một vật, lại là một trương bảo cầu. Phía trên ghi lại, tại nào đó một chỗ địa vực trung sinh trưởng một gốc hỗn độn thần dược, có thể tăng lên hợp đạo thành công tỷ lệ tăng lên hợp đạo thành công tỷ lệ. Phong Vân xem xong, ánh mắt sáng rõ, hắn hiện tại cần có nhất là cái gì? Không phải cái gì tuyệt thế công pháp cùng võ kỹ, cũng không phải là cái gì khoáng thế tài nguyên, mà là tăng lên hợp đạo thành công tỷ lệ bảo vật. Phong Vân rất rõ ràng chính mình tu tập nói là bực nào phức tạp, cỡ nào khổng lồ, hợp đạo so những tu giả khác muốn khó ức vạn lần đi lên. Đây là khái niệm gì, đổi lại những tu giả khác, khả năng cả một đời cũng không nguyện ý hợp đạo, bởi vì hợp lại hẳn phải chết. Nhưng đối Phong Vân tới nói, Tự nhiên là không thể nào từ bỏ, hắn đều đi đến một bước này. Bất quá kỳ thật chính hắn cũng không có lòng tin gì, cho nên nói, loại này có thế tăng lên hợp đạo thành công tỷ lệ bảo vật, với hắn mà nói, là tình thế bắt buộc. Vốn còn muốn chờ ta đạt tới Nghịch Thiên cấp đỉnh phong lúc lại đi ra tìm kiếm cái này bảo vật, bây giờ đã chính mình đưa tới cửa, cái kia còn do dự cái gì? Phong Vân lúc này chuẩn bị đi phía trên này nói tới địa phương nhìn một cái. Thiên Tuyệt địa phương sao? Cái kia cách nơi này vẫn rất xa. Phong Vân có kiến cung cung chủ cho bản đồ chi tiết căn cứ phía trên biểu hiện lộ tuyến tối thiểu cách hắn có điềm báo triệu ức năm ánh sáng khoảng cách bằng vào ta tốc độ trong vòng trăm năm hẳn là không sai biệt lắm đến phong vân tự nhiên là không thể nào từ bỏ với lại cái này bảo cầu thượng ghi chép cái này hỗn độn thần dược còn rất dài thời gian mới biết thành thục xem ra cái này linh cảm đạo quân là chuẩn bị lưu cho chính mình dùng đáng tiếc tiện nghi ta cái này kêu là làm bản thân tìm đường chết không chỉ có liền mệnh đều bồi còn chắp tay đưa tiễn một gốc thần dược vừa lúc ở đường đi thượng tìm hiểu một chút linh hồn truyền thừa Phong Vân lập tức lấy ra một chiếc phi thuyền, một bên lái, một bên chuẩn bị lĩnh hội đạt được linh hồn truyền thừa. Ông lập tức phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang, xuyên vân phá vụ, nhanh chóng biến mất tại phương xa ba. Chương 999, linh hồn truyền thừa. Canh 3. Linh hồn truyền thừa, tổng cộng liền cửu đại bí thuật, bất quá cái này phía trên chỉ ghi chép 6 loại, theo thứ tự là linh hồn uy áp, linh hồn thiết cát, linh hồn hiến tế, hồn tán, chú ấn, hồn chủng. Trong đó, linh hồn uy áp Linh hồn thiết cách cùng hồn tán thuộc về công kích loại linh hồn bí pháp. Mà linh hồn hiến tế, cùng loại với phụ trợ bí thuật, thông qua hiến tế những sinh linh khác linh hồn, có thể chuyển hóa vì chính mình khu động linh hồn lực lượng, bất quá chỉ có thể xem như dự trữ sử dụng, không thể tự kiềm chế luyện hóa, bằng không thì biết ô nhiễm chính mình linh hồn lực lượng. Đến mức đằng sau hai cái, chú ấn cùng hồn chủng thì là dùng để đối phó sinh linh khác. Chú ấn, tên như ý nghĩa, liền là tại những sinh linh khác trong thức hải gieo xuống hồn ấn, có thể thông qua loại thủ đoạn này điều khiển người khác cùng trước đó linh hồn nô dịch không sai biệt lắm, bất quá cao hơn minh vô số lần. Mà hồn chủng, chính là tại những sinh linh khác trong thức hải chôn xuống một khỏa linh hồn hạt giống, có thể không ngừng hấp thu cái sau linh hồn lực lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bất quá vẫn là đạo lý giống vậy, chỉ có thể xem như dự trữ sử dụng, không thể tự kiềm chế luyện hóa. Cái này lục đại linh hồn bí thuật, đối linh hồn thiên phú yêu cầu rất cao. Yêu cầu thấp nhất là linh hồn thiên phú đạt tới chúa tể cấp, mà nếu muốn đem lục đại linh hồn bí thuật tu tập viên mãn, liền cần vĩnh hằng cấp linh hồn thiên phú. Linh hồn này truyền thừa chắc là từ hồn cung truyền tới, hoàn chỉnh truyền thừa khẳng định tại hồn cung, nơi này phóng xuất, chỉ là bộ phận mà thôi. Phong vân nội tâm lẩm bẩm. Cái này cũng rất bình thường, hư chi đảo truyền lên nhận đều là không hoàn mỹ, dù sao đó cũng đều là thuộc về 12 cung truyền thừa, xuất ra một bộ phận liền đầy đủ. Tự nhiên không có khả năng tất cả đều thả ra, đây cũng là một loại hấp dẫn thủ đoạn. Muốn học được hoàn chỉnh, chỉ có thể lựa chọn gia nhập 12 cung bất quá đối với phong vân tới nói cái này căn bản cũng không phải là sự tình bởi vì hắn đã đem hồn cung cung chủ cho hình chiếu cái sau trên thân tự nhiên là có hoàn chỉnh cửu đại linh hồn bí thuật đến lúc đó phong vân chỉ cần đem tuôn ra đến một dạng có thể học được căn bản vốn không cần gia nhập hồn cung mà cái khác thiên cung truyền thừa phong vân cũng đều có thể thông qua soát cung chủ hình chiếu soát ra đến đơn giản vui thích hắc hắc như vậy mặc dù ta vào kiếm cung nhưng 12 cung truyền thừa đều ở ta thân phong vân liền muốn hỏi một chút giống hắn dạng này còn có ai sau đó hắn bắt đầu lĩnh hội đệ nhất trọng bí thuật tức linh hồn uy áp đây là một môn áp bách tính linh hồn bí thuật thuộc về một loại phạm vi lớn công kích không khác biệt có thể đối địch tay tạo thành tuyệt đối áp bách chỉ cần là linh hồn cường độ không bằng phong vân đều sẽ bị áp chế từ đó làm cho một thân chiến lực không phát huy ra chính thành bị nghiêm trọng suy yếu nghiêm chỉnh mà nói đây coi như là cái suy yếu bút a phong vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái này bí thuật tại quần tông có tác dụng trong thời gian hạn định quả tất nhiên nổi bật. Bắt đầu tu hành đi, không biết trăm năm thời gian, ta có thể tìm hiểu đến cái gì cấp độ. Phong vân tiến vào phi thuyền tu hành phòng bên trong, mở ra bế quan tu hành hình thức. Mà bởi vì lĩnh hội linh hồn cần hết sức chăm chú, cho nên hắn cũng không thể phân ra một sợi ý thức đi ra soát hình chiếu, chỉ có thể tạm thời đình chỉ. Cứ như vậy, trăm năm thời gian lặng yên mà qua. Một tòa núi cao nguy nga chi đỉnh, tọa lạc lấy một tòa đường hoàng cung điện, cái này là bạch thần giáo, chính là hư pháp đạo vực bên trong một cổ không kém thế lực. Tại cung điện bên trong, đang có lấy đại lượng cường giả, bọn họ đứng ở trái phải hai hàng, nhìn khí tức, từ hạ phẩm đạo quân đến thượng phẩm đạo quân không ngừng. Mà tại phía trên cung điện trên bảo tọa, ngồi một đạo gầy gò thân ảnh, là một cái tương tự nhân tộc trung niên nhân, không xem qua mắt là bạch sắc, tóc, lông mày cũng thế, cảm thụ nó khí cơ, đã đạt tới nghịch thiên cấp đỉnh phong đạo quân cấp độ. Tại bên cạnh hắn, thì đứng thẳng một tên mặc áo giáp nữ tử, đặc thù cùng hắn một dạng, đồng dạng là bạch phát bạch mâu, khí tức đại khái tại trung phẩm đạo quân cấp độ. Lúc này, một cái thuộc hạ đang tại hồi báo tin tức gì? Người nói, cái kia hỗn độn thần dược có tin tức. Bạch phát trung niên nhân lập tức từ trên bảo tọa đứng lên, mắt chăm chú nhìn phía dưới tu giả. Vâng, giáo chủ, căn cứ truyền về tin tức, cái kia hỗn độn thần dược đang tại thiên tuyệt địa phương. Cái kia thuộc hạ cung kính nói. Nghe nói như thế, trong điện cái khác đạo quân nhóm cũng đều từng cái kinh động, trên mặt lộ ra nét mừng. Cái kia bạch phát nữ tử kích động nói, quá tốt, có cái này gốc thần dược, phụ thân ngươi hợp đạo nhất định thành công. Hợp đạo nào có dễ dàng như vậy, cái này một gốc thần dược, nhiều nhất cũng liền tăng lên ba thành thành công tỷ lệ mà thôi. Bạch phát trung niên nhân lắc đầu nói. Bất quá dù vậy, hắn trong mắt cũng lộ ra kiên quyết ánh mắt, hiển nhiên là tình thế bắt buộc. Có thể tăng lên ba thành thành công tỷ lệ, đó cũng là cực kỳ trọng yếu. Chỉ bất quá, nghe nói u vũ các bên kia cũng nhận được tin tức, đoán chừng bọn họ cũng sẽ tiến đến. Lúc này, cái kia thuộc hạ lại nói: "U Vũ Các chính là một cái khác của thế lực lớn, cùng Bạch thần giáo gần đây như nước với lửa. Hư pháp đạo vực 12 cung cao cao tại thượng, thế lực khác trở mặt kịch chiến, gần đây sẽ không đi quản. Mà Hư pháp đạo Tôn liền càng sẽ không quản, chẳng thà nói cái này chính hợp tâm hắn nguyện, cường giả là đánh ra đến. Bằng không thì nói, hắn cũng sẽ không sáng lập Hư Chi Đảo, nhường nhiều thiên tài như vậy lẫn nhau lẫn nhau chém giết." Lời này vừa ra, đại điện bên trong cái khác đạo quân nhóm thần sắc biến đổi bạch phát trung niên nhân ánh mắt lẫm liệt hắn không chút do dự nói lập tức xuống dưới chuẩn bị chúng ta lập tức xuất phát vâng trong điện đạo quân nhóm lĩnh mệnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ phụ thân nghe nói cái kia u vũ các các chủ tu vi cũng đạt tới nghịch thiên cấp đỉnh phong đạo quân sẽ hay không đối với hắn cấu thành uy hiếp bờ lúc này bên cạnh bạch phát nữ tử mở miệng nói trung niên nhân cười lạnh một tiếng bằng hắn còn không đến mức bất quá lập tức thần sắc hắn khẽ thở dài, liền sợ 12 cung bên trong những yêu nghiệt kia đạo quân cũng tới, không đến nhiều, cho dù tới một cái, ta đều không có phần thắng chút nào. Bạch phát nữ tử không phục nói, phụ thân ngươi thế nhưng là nghịch thiên cấp đỉnh phong đạo quân, những yêu nghiệt kia mạnh hơn, cũng không có khả năng hoàn toàn nghiền ép ngươi đi. Trung niên nhân cười khổ nói, nữ nhi ngươi không hiểu, cái kia yêu nghiệt, từng cái chiến lực cao hù chết người, gần nhất hư chi đảo liền có một cái yêu nghiệt xuất thế, nghe nói hắn lấy thượng phẩm đạo quân thực lực, quét ngang mấy chục vạn đạo quân, trong đó liền bao quát nghịch thiên cấp đỉnh phong đạo quân sao mà khủng bố khí bạch phát nữ tử nghe nói như thế tại chỗ hít vào lạnh khí không thể tin nói quét quét ngang mấy chục vạn đạo đạo quân còn vẻn vẹn một cái thượng phẩm đạo quân xác định không nghe lầm sao đúng ngươi không nghe lầm kia thế nhưng là chúng ta hư pháp đạo vực đệ nhất đạo quân chương một nghìn thần dược xuất thế canh một thiên tuyệt địa phương vị liệt tại hư pháp đạo vực cực đông chi đỉnh phương hướng là một chỗ hoang phế cổ bí cảnh. Hư pháp đạo vực có được rất nhiều cổ bí cảnh, có chút là tự nhiên hình thành, có chút thì là hư pháp đạo tôn chuyên môn chế tạo. Vì liền là những hư pháp đạo vực trung tu giả có thể bằng vào những này cổ bí cảnh nhanh chóng trưởng thành. Thiên tuyệt địa phương, chính là một chỗ thiên nhiên bí cảnh, trước kia bên trong thừa thải một loại gọi là thiên tuyệt thạch thần tài liệu, có thể dùng đến rèn đúc chí bảo thần binh nguyên liệu chủ yếu. Bất quá đi qua mấy cái kỷ nguyên khai thác, đã sớm không? Cho nên liền hoang phế xuống tới. Không nghĩ tới, vượt qua năm tháng dài đằng đẵng tại cái này thiên tuyệt địa phương bên trong vậy mà dựng dục ra một gốc hỗn độn thần dược có thể cái này mới là thiên tuyệt địa phương bí cảnh chân diện một a mà thiên tuyệt địa phương thai ngén có tăng lên hợp đạo thành công tỷ lệ hỗn độn thần dược tin tức này không biết là ai tiết lộ ra ngoài rất nhanh liền truyền khắp cực đông địa phương sở hữu thế lực cùng tu giả thế là tại cái này mấy tháng đến nay nguyên bản hoang tàn vắng vẻ thiên tuyệt địa phương trở nên náo nhiệt vô cùng đại lượng đạo quân chạy đến từ hạ phẩm đến nghịch thiên cấp tất cả đều có một ngày này. Một cái lối nhỏ bên trên, đi tới một đạo bạch sắc thon dài thân ảnh, khí chất lỗi lạc, mờ mịt như tiên, giống như là tại du lịch giữa trần thế giống nhau. Ngẩng đầu nhìn sang phía trước xa xôi chỗ, phong vân lẩm bẩm, rốt cục đến, thiên tuyệt địa phương. Mà cái này mấy ngày thời gian, hắn cũng biết, đại lượng đạo quân biết được gốc này hỗn độn thần dược tồn tại, từ bốn phương tám hướng mà đến, đều hội tụ đến cái này thiên tuyệt địa phương. Bất quá cái này đối phong vân tới nói, cũng coi là chuyện tốt. Bởi vì mang ý nghĩa, hắn lại có thể thu hoạch rất nhiều đạo quân cấp hình chiếu. Đến mức hỗn độn thần dược, không phải vĩnh hằng thiên quân cấp tồn tại ra tay, tại cái này hư pháp đạo vực bên trong, không cái gì đạo quân nhưng cùng hắn chống lại. Đây là hắn tuyệt đối tự tin. Ngay lúc này, Phong Vân muốn đi đến cái này đầu ruột thừa đường nhỏ cuối cùng. Bỗng nhiên. Hư hư hư. Ba đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, đánh vỡ hoang dã trung yên tĩnh, tiếp theo, tại Phong Vân trước mặt, chẳng biết lúc nào xuất hiện ba cái gì tộc đạo quân nó tu vi đều tại trung phẩm đạo quân cấp độ, đều là không có hảo ý nhìn chầm chầm phong vân, biểu hiện đã rất rõ ràng, liền là cản đường cướp bóc. Loại hiện tượng này phong vân sớm đã xa thương gần thường, căn bản lười nhác nói nhảm, liền muốn ra tay càng quét trước mắt cặn bã lúc, bỗng nhiên hắn lông mày khẽ động, nhìn về phía bầu trời. Một giây sau, khổng lồ uy áp giáng lâm, trực tiếp đem ba cái kia dị tộc đạo quân bao phủ. Thượng, thượng phẩm đạo quân. Ba cái cướp bóc dị tộc đạo quân run run rẩy rẩy nói. Lăng, một đạo tiếng quát truyền đến, lạnh lạnh vô tình. Ba cái dị tộc đạo quân lập tức như được đại xá, trong nháy mắt tiến vào trong rừng rậm, biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, từ không trung bên trên, đi xuống bốn bóng người, ba nam một nữ, trong đó phụ cái nam tính đạo quân Tu Vi đều tại thượng phẩm đạo quân cấp độ, mà cái kia nữ tử, liền muốn hơi yếu một chút, tại trung phẩm đạo quân cấp độ. Bất quá từ chỗ đứng rõ ràng đó có thể thấy được, ba cái kia nam đạo quân đều là lấy hắn nữ tử Vi Tôn. Với lại cái này nữ tử mặc dù chỉ là trung phẩm đạo quân, nhưng phát ra khí cơ, có thể so với phẩm đạo quân. Bất quá so sánh nàng tu vi, nàng hình tượng hiển nhiên càng vì thu hút sự chú ý của người khác, lại là bạch phát bạch mâu. Bốn vị đạo quân từ không trung thượng giáng lâm, đi vào phong vân bên người. Trong đó cái kia bạch phát nữ tử nhìn xem phong vân nói, ngươi một cái tiểu đạo quân một thân một mình liền dám đến cái này thiên tuyệt địa phương, mau trở về đi thôi, nơi này không phải ngươi dạng này tu giả có thể trộn lẫn cùng. Phong vân không nói cái gì, chỉ là nhìn một chút cái này bạch phát nữ tử. Thiếu chủ, Giáo chủ đại nhân đã đi đầu xuất phát, chúng ta cần tăng thêm tốc độ. Lúc này, bên cạnh một cái thượng phẩm đạo quân mở miệng nói: "Ân, ta biết." Bạch Phát nữ tử nhìn một chút Phong Vân, thấy đối phương không có phản ứng, liền không lên tiếng nữa, trong lòng khẽ lắc đầu, lại là một cái vì thần dược không để ý tính mạng mình tu giả. Lập tức, nàng mang theo hộ vệ phóng lên tận trời, nhanh chóng biến mất tại phương xa. Mà Phong Vân thì nhìn xem Bạch Phát nữ tử biến mất phương hướng, thần sắc hơi động, không nghĩ tới là một cái sinh mệnh đặc thù, đáng tiếc thiên phú bình thường, liền diễm ma đạo quân đều kém xa. Vừa mới nhìn thấy bạch phát nữ tử một nhóm thời điểm, Phong Vân liền đã đem bọn hắn hình chiếu, thấy rõ bọn họ thân phận cùng hết thảy tin tức. Xem ra tiến đến đạo quân càng ngày càng nhiều, đến tăng thêm tốc độ. Phong Vân bằng vào cường đại linh hồn cảm ứng, có thể cảm giác được phía trước chỗ xa xa không ngừng có khí cơ bốc lên, hiển nhiên không ít đạo quân đều đã đến. Mà hắn, cũng vừa vặn có thể bắt đầu từng cái hình chiếu. Lập tức, Phong Vân một bước phóng ra, trong nháy mắt biến mất, vô tung vô ảnh thiên tuyệt địa phương chỗ sâu. Nơi này đang có đại lượng thân ảnh tồn tại, từng cái tản mát ra khí cơ đều như vương dương dồi dào, đều là đạo quân. Trong đó, có hai cổ thế lực cường đại nhất. Một cái là lúc trước cái kia bạch phát trung niên nhân vị trí bạch thần giáo, trừ nam tử tóc trắng cái này nghịch thiên cấp đỉnh phong đạo quân bên ngoài, dưới tay còn có được một tôn nghịch thiên cấp đạo quân, trên trăm cái thượng phẩm đạo quân, cùng mấy ngàn thượng phẩm đạo quân phía dưới đạo quân. Một cổ thế lực khác, thì là lấy một cái nam tử áo đen cầm đầu u vũ các dưới tay vô luận là đạo quân số lượng vẫn là chất lượng đều cùng bạch thần giáo không kém bao nhiêu cái này hai thế lực lớn có thể nói là chấn nhiếp toàn trường nhưng cái khác đạo quân cùng thế lực nhỏ nhóm chỉ có thể tránh lui bất quá cái kia chút đạo quân cùng thế lực nhỏ cũng không có rút đi bọn họ trong lòng đều có chính mình tiểu tâm tư dù sao có thể tăng lên hợp đạo thành công tỷ lệ hỗn độn thần dược đối đạo quân nhóm lực hấp dẫn quá khổng lồ hơn xa hết thảy chí bảo thần vật lúc này u vũ các các chủ đang lạnh lùng nhìn bạch phát trung niên nhân, ung tùng nói, bạch thần giáo chủ, thật lớn chiến trận A. Cũng vậy. Bạch phát trung niên nhân đạm mạc nói. Ha ha, nghe nói ngươi đã dừng ở nghịch thiên cấp đỉnh phong đạo quân cấp độ mấy cái hỗn độn kỷ nguyên, ta đoán chừng cũng thành công không được, không bằng đem cái này gốc thần dược nhường cho ta, như thế nào? U vũ các các chủ âm dương quái khí mà nói. Liền ngươi, dựa vào tài nguyên sinh sinh chồng đi lên tu vi, cũng xứng cùng ta tranh phong. Bạch phát trung niên nhân có thể nói ngôn từ sắc bén, tơ không chút nào nể tình lần này u vũ các các chủ sắc mặt liền có chút khó coi hắn không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả cái này đều biết xem ra đối với hắn cũng cẩn thận điều tra qua không thể phớt lờ oanh ngay lúc này bỗng nhiên thiên tuyệt địa phương chỗ sâu tách ra hừng hực quang mang sau đó từng đạo kinh thiên thần quang ngút trời mà lên bộc phát ra cực kỳ hào quang óng ánh đồng thời còn kèm theo cực hạn dược hương bốn phía đạo quân có chút ngửi được cũng cảm giác tự thân có vô cùng cảm ngộ xông lên đầu rất hiển nhiên hỗn độn thần dược xuất thế